Dạ kính thưa quý vị thân mến, ngày hôm nay Thành Nguyên lên đây để báo tin mừng cho chị Loan cũng như là cho tất cả các cô chú, các anh chị đang theo dõi chương trình của Thành Nguyên một cái tin khá là hay. Đó là Thành Nguyên đã nhận được một cái thông tin của một người phụ nữ tên là Nhung đang sống ở Đài Loan, đã tìm được nhà cũng như là về cái tung tích của con chị Loan. Thì chị có liên hệ với Thành Nguyên để chị tìm hiểu rõ hơn là con của chị Loan hiện tại là đang ở đâu và đang làm gì. Thì Thành Nguyên nghe được cái thông tin này thì Thành Nguyên rất là vui quý vị ạ. Cũng hy vọng đây là cái manh mối quan trọng để mà tìm ra được con của chị Loan càng sớm để mẹ con được đoàn tụ với nhau. Thì cái câu chuyện đó nó như thế nào thì bây giờ Thành Nguyên sẽ mời quý vị cùng Thành Nguyên để lắng nghe cái cuộc hội thoại giữa Thành Nguyên và chị Nhung, nói là sẽ tìm con cho chị Loan nha quý vị. Chúng ta sẽ cùng nhau nghe cuộc hội thoại này sẽ hiểu hơn, và nếu như quý vị mà có thắc mắc hay là có muốn thảo luận một cái vấn đề gì đó thì chúng ta hãy để lại cái phần bình luận ở phía dưới và chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận nha quý vị. Mời quý vị. Dạ lô hả? Alo, alo chào anh. Dạ vâng, chào chị. Mình tên là Nhung. Dạ. Loan Loan bây giờ đang tìm lại con, hồi chiều tới giờ mình cũng liên lạc với bạn bè đó. Ồ vậy hả chị? Nhưng mà hồi xưa mình ở cùng xóm chồng của Loan, nhưng mà mình cũng giờ đi mấy năm nay rồi, do mình giờ đi chỗ khác ở mấy năm nay, nhưng mà mình cũng có liên lạc với một người bạn cũng ở cùng xóm với Loan. Là ở bên Nhưng Đài Loan hả mà chị? con của Loan từ hồi nhỏ là cháu chồng của Loan là nuôi. Nhưng mà bây giờ không biết nó ở cái chỗ nào, bây giờ mình với bạn mình cũng đang đi 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 tìm hỏi. Đi tìm hỏi giùm. Có nghĩa là con của chị Loan là đang ở với cháu cháu chồng hay sao ạ? Đang ở với cháu chồng. Ủa thế chồng chị ở đâu chị? Chồng của chị Loan á? Chồng có Loan mấy năm trước bệnh rồi, mất rồi. Ồ vậy hả chị? Mà mình nghe cũng chết cũng mấy năm rồi. Rồi con bé từ hồi nhỏ là cháu chồng của Loan nuôi. Rồi bây giờ nó ở với chị của nó, chị cùng bác của nó, nhưng mà mình không biết chị nó giả cũng ở Kim Môn, cũng ở Chim Mận, ở Kim Môn đi, mà mình không biết ở cái chỗ nào. Bây giờ mình với bạn mình cũng đang tìm tìm con bé. Mình nói để mình có tìm được liên lạc được với con bé là mình liên lạc với Thành Duyên cho mẹ con gây gặp mặt coi sao. Dạ vâng. Trước đây cái thời điểm mà chị Loan sang bên đó ở với chồng là chị ở gần nhà luôn hay sao chị? Thì không, mình không có ở, là mình cũng cũng ở cùng cái xóm đó, nhưng mà là Loan là nói là ở Bề Xanh, Lãnh Xanh rồi đó, là cũng cách một cái con ở cái hồ nước, nhưng mà cũng gần Là trước đó rồi. chị có biết đúng không? Biết, có biết, tại vì mình cũng hồi xưa ông xã mình cũng dẫn qua nhà Loan chơi, rồi rồi mình cũng rồi Loan cũng có qua nhà mình, rồi sau này rồi tụi mình đẻ con, rồi con còn nhỏ cũng lo con, cũng ít tiếp xúc, cũng có qua điện thoại. Vậy mà 19 20 năm rồi mà chị nhìn hình của chị Loan thời điểm bây giờ chị vẫn nhận ra. Nhìn ra chứ, tại vì mình hết hồn luôn. Hồi hồi chiều mình đang đi làm cái tự nhiên bạn mình nhắn qua cho mình hỏi, tại vì bạn mình nghe nói là nói con nhỏ này nó ở cũng cũng cùng xóm của mình, nhưng mà bạn mình thì không có biết, nhưng mà mình ở gần đó mình nói ồ biết, vậy là cái người này biết.
Mấy bạn tôi mà tại hồi xưa cũng qua nhà mình nấu ăn đó, chắc Lon cũng quên mình rồi. Vâng. Mình cũng coi cái clip mà thằng Duyên nói chuyện với Lon đó, Vâng. nhưng mà không nghe Lon nhắc tới mình với người bạn kia. À, nhưng mà chị tên gì chị ạ? Em tên là Nhung, À. còn một người bạn nữa là ở gần nhà của Lon là tên là Phương. À. Cái gì thằng Duyên hỏi Lon coi còn nhớ hai cái người này không. Dạ, chị Nhung với chị Một Phương người ha. thì một người tên Nhung, một người tên Phương. Dạ. Một người tên Phương á, thì ở ở cùng ở gần nhà của Lon, còn mình thì mình ở cách bên bờ hồ, cũng Dạ. không có xa. Vâng. Mình thấy tại mình thấy lên Lon lên vậy, mình thấy cũng đồng thời cũng người Việt Nam, mình thấy cũng tội nghiệp. Dạ. Mình cũng chiều giờ mình với Phương hai đứa cũng bận lắm, cũng điện thoại cũng nhờ giả người này người kia tìm hỏi ra con bé. À, có nghĩa là trước đây chị ở gần nhưng mà bây giờ chị chuyển nhà đi chỗ khác ha chị ha? Đúng rồi, Dạ, vậy rồi chị chuyển mình đi lâu chứ chị? chuyển đi cũng 8 năm nay à. Ồ. Chuyển đi cũng 8 năm nay à. Vậy là chị gặp con của chị Loan gần nhất là 8 năm nay rồi. Con của Lon thì mình chưa có gặp qua, Dạ. hồi nhỏ nhỏ lúc còn nhỏ thì mình có gặp qua, nhưng mà lớn là mình chưa có gặp qua, Dạ. bởi vì mình cũng hơi khó kiếm. Dạ, thế thì chị cho em hỏi là trong cái khoảng thời gian mà chị Loan đi về Việt Nam vậy đó thì chồng của chị có lập gia đình với một người khác không chị hay là ở vậy? Không không ở gì Ở vậy hả chị ha? ừ, ở gì Dạ. nó không có cưới vợ, không có cưới vợ thêm. Dạ, thế thì chị xem cái clip mà em phỏng vấn chị Loan á thì chị có cảm nghĩ như thế nào? Theo chị thì cái việc làm của chị Loan như vậy chị có bằng lòng không? Bằng lòng chứ, Dạ. tại vì mình nói với thành viên chứ, con gái Việt Nam á, lấy chồng qua đây cũng nhiều hoàn cảnh gia đình, mà Dạ. cũng nhiều hoàn cảnh gia đình nghèo khổ mới đi qua đây, rồi đi qua đây rồi rồi cái cuộc sống nó cô đơn lắm, Dạ. cuộc sống nó cô đơn, bởi vì mình cũng cảm thông, mình cũng người Việt Nam, cũng là con gái của Việt Nam, mình cũng cảm thông. Dạ. Bởi vì chiều giờ mình cũng liên lạc với bạn của mình là làm sao là giúp giúp kiếm được con bé cho nó, liên lạc với mẹ nó cho mẹ con nói chuyện với nhau. Dạ. Với em nghĩ rằng là chỉ mà trước đây đã biết rồi đó, rồi nhờ bạn bè thì em nghĩ là sẽ dễ tìm thôi. Cứ về cái khu đó mình hỏi dò dò là kiểu gì cũng ra hết chị. Thì mình cũng lăn lượn lự với nhỏ bạn mình Phương á, tại mình nói là ngày mai, tại mình có công chuyện, mình không có rảnh, mình nói để ngày mai không rảnh thì chủ nhật mình với Phương đi lại thẳng nhà ông anh chồng của Lon á, À, vậy hết gì? rồi mình hỏi mấy mấy người cháu, Dạ. mình hỏi mấy người cháu coi sao, mà mình cũng đang hồi hộp mà không biết người ta có bằng lòng cho mình hỏi hay không, sợ người ta chửi. Mình cũng Dạ. đang hồi hộp, hai đứa đang hồi hộp, đang bàn tính. Rồi mình nói với Phương là nói không sao đâu, có gì hai đứa mình đi, nếu mà bị la hay bị chửi hai mình giọt. Mình chỉ sợ vậy thôi, mà mình nghĩ chắc cũng không đến nỗi đâu. Là Dạ vâng, em nghĩ cũng chắc cũng không đến nỗi đâu vì mình cũng hỏi thăm thôi mà. mình chắc nghĩ không đến đổi đâu, mình Dạ. vô mình hỏi đàng hoàng chứ mình đâu có thô lỗ gì đâu, mình chắc con không có đến đổi đâu. Dạ. Em lúc nãy em hỏi chị cái câu mà chị thấy chị Loan làm như vậy thì có đúng hay không đó, bởi vì là không biết là chị có đọc những cái comment, những cái bình luận trong cái bài mà em phỏng vấn chị Loan hay không, bởi vì trên đó thì có rất là nhiều những ý kiến trái chiều, nói chị Loan là thế này thế kia. Mình cũng có coi, nhưng mà mình nói với thành viên là tại vì mình ở Việt Nam mình không có học, nhưng mà mình nghe người ta nói mình cũng ấm ức lắm, mà mình tính viết cái bình luận, nhưng mà mình hồi hồi xưa Nhung học mới có lớp 2 à, không có biết chữ dành, sợ viết sai chính tả. Mình nghe người mình coi thì hiểu, nhưng mà viết lên sợ sai chính tả, bởi vì mình nhầm cái muốn lên bình luận hay chịu muốn lên bình luận, mà lên bình luận mấy chữ mà mình sợ đây viết chính tả sai, người ta không có ấy, tại mỗi người cái hoàn cảnh.
mỗi mỗi người mỗi nhà mỗi có hoàn cảnh, mình thông cảm chứ, nhưng mà làm vậy là cũng đúng chứ. Mình coi mấy người đó trên bình luận mình cũng ấm ức lắm, nhưng mà mình không có trả lời được. Có nghĩa là chỉ có những người xa xứ giống như chị Loan với các chị thì ở bên đó mình mới hiểu được là như thế nào hả chị ha? Chứ Đúng 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 rồi đó, là như mình, những cái người trong cuộc, những cái người xa xứ nó mới hiểu cái người xa xứ, nó vắng nhà, nó vắng người thân mình ra làm sao nó ta mới hiểu được. Còn những mấy người mà chưa có đi qua rồi, người ta không có hiểu. Mình coi bình luận, nhưng mà mình vô cũng coi bình luận, nhưng mà mình cũng ấm ức lắm, mà mình không biết sao mà bình luận. Mình cũng nói với bạn mình, nói trời ơi, coi người ta bình luận, người ta nói tại sao mà bỏ con, là chồng bỏ vậy là cũng đáng, nhưng mà thật sự không phải là như vậy đâu, không phải là như vậy đâu. Trời ơi, mình nói chứ lấy chồng bên đây hả, người ta nói con gái 12 bánh bánh nước vậy đó. đúng là biết bến nào trong biết bến nào đục hay chị ha. Nó đó, đó đó. Nhưng mà mình có lấy qua rồi mình mới biết, mình có ở cái xứ người mình mới biết. Còn những mấy cái người đó không biết, họ lên họ nói người ta quá đáng đi. Nhưng mà mình thấy Loan, mình cũng thông cảm với Loan, tại mình hồi năm 2000 lấy mấy là qua bên đài này là cuộc sống nó vất vả, nó khổ lắm. Dạ rồi chị Nhung cho em hỏi là chị đi bỏ cái khu của mình để mà đi sang cái khu khác sống là gần 8 năm rồi thì làm sao chị có biết được cái thông tin là chồng của chị Loan đã mất? Thì mình cũng có nghe bạn bè đồ nói, tại vì mình cũng ở trong những mấy người hàng xóm với chồng mình tiếp xúc với người ta cũng mấy rồi, mình cũng nghe người ta nói cái người này là bị bệnh, chồng của Loan á bị bệnh người mất mấy năm nay rồi. Nhưng mà mình cũng quên, là không biết mất mấy năm, mình chỉ nhớ vậy thôi. Theo chị Nhung á thì chồng của chị Loan có trách móc gì chị Loan không chị? Cái đó thì mình không biết, cái đó thì mình không biết, tại hồi xưa mình chồng của Loan thì cũng hơi khó khăn rồi, mình không có dám đi tiếp xúc nhiều, mình sợ đây, tại vì chồng của Loan là cũng không thích Loan chơi với người Việt Nam, mình cũng không dám tới lui nhiều, sợ, bởi vì mình cũng không biết cái hoàn cảnh của Loan như làm sao, mình cũng không biết rõ, mình sợ đây mình tới lui chơi với vợ người ta, mời mới mốt vợ người ta bỏ đi, người ta để thừa mình cũng sợ, mà mình không biết là cái cuộc sống của Loan ra làm sao. Mà sau này cái mình nghe ồn lên là nói là Loan là bỏ về Việt Nam rồi, không có qua nữa, mình chỉ nghe vậy chứ mình không có trong cuộc, mình có không biết làm sao. Nhưng mà mình thấy Loan, mình cũng thấy cũng cũng thương lắm, cũng tội lắm. Vậy là chị Loan về theo như cái clip mà em phỏng vấn chị Loan á thì là chị đã về được gần 20 năm rồi đó chị. Thì mình cũng biết, thì mình cũng nói với bạn mình cũng nói với Phương, là mình nói là cũng 20 năm rồi. Hồi xưa mình qua có bầu, thì Loan cũng có bầu, con gái mình cũng cũng bằng tuổi với con của Loan đó. Nói chung là những cái ý chính á thì em cũng đã hỏi rồi. Em cũng mong muốn các chị ở bên đó mà gần với gia đình của chồng chị Loan đó thì giúp giùm chị tìm được con của chị sớm thì càng tốt ha chị ha. Để ngày mai mình kêu bạn mình đi đi lại cái chỗ đó, cái xóm đó, rồi hỏi ra cái người cháu của cháu chồng của Lon á ở ở cái khúc nào, rồi mình mới tìm ra hiểu, mình mới tìm ra cái người cháu đó, rồi mình mới hỏi ra được, mới biết là con của Lon là sống bây giờ ra làm sao. Em nghĩ là chị Loan mà biết được cái thông tin này chắc chị mất ngủ luôn đó chị. À, có gì thành viên nói là còn nhớ tới hai đứa mình hay không đó, một người tên là Nhung, một người tên là Phương đó. Phương là ở gần nhà, Loan ở gần ở bển, còn mình ở bên bờ bên đây. Thì cái này em sẽ gọi điện cho chị Loan rồi em sẽ trao đổi với chị về về chị Nhung và chị Phương xem chị Loan có nhớ ra không ha. Tại có nhớ, chắc cũng nhớ, là nói như là Nhung là ở bên cái bề xanh á, cái bề xanh á, cái bề xanh nó đầu Nhung là nói là
Nhưng mà xưa có sanh hai đứa con gái á, Dạ. hai đứa con gái á có qua nhà mình, hồi xưa Lon với Phương á mua mua gà qua nhà mình á, kêu mình nấu nấu cháo nấu cơm đồ cho ăn, làm gỏi gà nấu cơm nấu cháo đồ cho ăn á, là chắc là Lon là nhớ đó. Dạ. Để coi mình tìm cái thông tin ra sao, có gì mình liên lạc với thành viên, Dạ, rồi đúng. thành viên báo lại cho Lon. Rồi, ok, cảm ơn Mình chị. cũng không có gì, tại mình cũng là người Việt Nam, cũng là mình giúp được cái gì thì mình giúp. Dạ. Mình thấy tại vì mình cũng làm mẹ qua mà, mình biết cái nỗi khổ của người mẹ mà, với người cái người phụ nữ mà đi lấy chồng mà xa xứ, mình Dạ. cảm thông cho những cái người đó. Mình thấy mà mình coi mà người bạn mình nói, mình cũng bạn mình nói trời ơi thấy tội nghiệp quá à, kiếm giùm đi. Tôi nói mình cũng đang ấy, chị có thành viên lên giúp Lon đây tìm lại con, mình cũng vui mừng. Dạ, em là Thành Nguyên. Thành Nguyên hả? Mình nói là rồi vậy nha, rồi có gì nếu mà mình để mình tìm con của Lon nha, sao có gì mình alo cho Yên không? Dạ, rồi em cảm ơn chị Nhung nhiều nhá. Rồi có thông tin gì thì chị cho em hay sớm ha. Ok, cảm ơn nha, Dạ rồi cũng rồi chúc cảm chúc ơn. một buổi tối vui vẻ. Dạ vâng rồi em cảm ơn những thông tin của chị rất nhiều. Rồi chúc chị sức Bye khỏe bye, nha. bye bye. Dạ dạ ba chị. Chúc chú Duyên cũng có nhiều sức khỏe, năng giúp nhiều nhiều các mà không biết làm sao nói Dạ chuyện. dạ rồi em hiểu ý chị rồi cảm ơn chị. Dạ Bye dạ bye dạ nha. dạ ba chị ha. Dạ Bye bye. dạ Bye dạ bye. Dạ kính thưa quý vị thân mến, sau khi mà quý vị xem xong cái cuộc hội thoại giữa Thành Nguyên và chị Nhung thì cảm nhận của quý vị là như thế nào ạ? Dạ nếu như quý vị mà có muốn bình luận hay là có muốn trao đổi hay là thắc mắc vấn đề gì đó thì quý vị hãy để lại phần bình luận ở dưới và chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận nha quý vị. Còn cái chuyện này thì chỉ có người trong cuộc là người hiểu rõ nhất thôi. Thành Nguyên thì cũng không biết nói sao nhưng mà mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh quý vị ạ. Dạ. Nhưng mà bây giờ có thêm một cái manh mối để mà tìm ra con cho chị Loan thì Thành Nguyên cũng rất là vui và hy vọng là chúng ta sẽ cùng chờ tin sớm nha quý vị. Vâng, Thành Nguyên cảm ơn quý vị rất là nhiều đã luôn đồng hành dõi theo cùng Thành Nguyên trong những chương trình mà Thành Nguyên đã đăng tải lên. Cũng như thường lệ thì quý vị khi xem video đừng quên nhấn like, đăng ký kênh và chia sẻ để ủng hộ cho Thành Nguyên nha quý vị. Dạ, tạm biệt quý vị.